Nếu ai ghé xứ Quảng vào dịp Tết thì sẽ thấy mùi bánh thuẫn thơm lừng trong các gian bếp. Những chiếc bánh vàng ươm như những bông mai nở tung đang nô nức đón xuân. Để xem những chiếc bánh thuẫn làm như thế nào thì hãy cùng cô Minh vào bếp nhé. Để làm bánh thuẫn, nguyên liệu sẽ cần đến đó là bột năng, nước gừng, trứng và đường cát. Bước đầu tiên mình sẽ sử dụng bột năng tài ký. Bây giờ thì hỗn hợp trứng đã chuyển qua màu trắng kem, mình sẽ múc từ từ bột năng vô nha. Thường thì bánh thuẫn người ta làm từ bột bình tinh, nhưng mà bột bình tinh thì không phải dễ kiếm. Nếu như không có bột bình tinh thì mình có thể thay thế bằng bột năng tài ký. Sau khi bột đã đánh được rồi thì bắt đầu mình sẽ cho nước gừng vô đây. Nước gừng ở đây có tác dụng là làm cho bánh của mình có mùi thơm mà lại khử được cái mùi tanh của trứng nữa. Bây giờ mình sẽ để khuôn nóng và thoa lên đây một ít dầu. Với những chiếc bánh thuẫn như thế này thì góp phần cho mâm cỗ ngày Tết thêm trọn vẹn. Nếu những ai chưa từng thử qua thì hãy cùng làm quen với món bánh này nhé.